chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin giá xăng dầu tiếp theo của chúng tôi ngày 26 tháng 4. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn đừng quên ủng hộ cho mình một like nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung của bản tin. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay 26 tháng 4, một tuần lao dốc không phanh, nguy cơ âm 100 USD trên thùng. Theo nhận định của các chuyên gia, với tình trạng dư cung ngày càng tăng và kho trữ không còn chỗ, thì giá dầu âm tới 100 USD một thùng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Giá xăng dầu thế giới hôm nay 26 tháng 4. Tính đến thời điểm 6 giờ 30 phút sáng 26 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 tăng 0,68 USD lên 17,18 USD trên thùng. Dầu Brent tăng 0,61 USD lên 21,94 USD trên thùng. Trong phiên giao dịch hôm nay, dầu thô vẫn nhích nhẹ một chút do tác động từ sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông. Mặc dù 3 phiên giao dịch gần đây, giá dầu thô có vẻ đã tăng lên khá nhiều nhưng tính tổng thể trong tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI vẫn giảm tới hơn 30%, dầu Brent giảm 23,7%. Đêm ngày 20, dạng 21 tháng 4, hợp đồng giao tháng 5 WTI giảm xuống mức âm, gây rúng động toàn sàn giao dịch toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng, giá dầu thô vẫn có thể tiếp tục giảm mạnh trong hai quý tới. Giá dầu thô tăng trong 3 phiên gần đây là do động thái của Tổng thống Trump với Iran nhằm phục hồi giá dầu trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Reuters đưa tin, các nước trong OPEC cộng có dự định sẽ cắt giảm sản lượng trước ngày 1 tháng 5 để tránh việc giá dầu sẽ giảm sâu hơn nữa. Ông Paul Sankey, chuyên gia thị trường dầu thuộc Mizuho Bank nhận định, thế giới phải đối mặt với sự khủng hoảng dư thừa từng ngày. Liệu giá dầu có thể chạm mức âm 100 USD trên thùng trong tháng 5 hay không? Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi không có mức sàn nào sau khi giá dầu rơi xuống dưới 0 USD trên thùng. Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26 tháng 4. Giá xăng dầu bán lẻ trong nước vẫn ở mức thấp kỷ lục kể từ phiên điều chỉnh giá ngày 13 tháng 4. Giá bán dầu được niêm yết hôm nay ngày 26 tháng 4 như sau. Vùng 1, xăng RON 95-4 có giá 12.030 đồng trên lít, xăng RON 95-3 giá 11.930 đồng trên lít, E5 RON 92-2 có giá 11.340 đồng trên lít, diesel 0001SV ở mức 11.120 đồng trên lít và diesel 005S2 duy trì ở mức 10.820 đồng trên lít. Vùng 2, xăng RON 95-4 có giá 12.270 đồng trên lít, RON 95-3 ở mức 12.160 đồng trên lít. Xăng E5 RON 92-2 ở mức 11.560 đồng trên lít, diesel 0001S5 giá 11.340 đồng trên lít và diesel 5S2 có giá 11.030 đồng trên lít. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem được những video tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.